Vụ cháy trên đường Trần Thái Tông vào ngày 1 tháng 11 có thể nói là một trong những vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng nhất từ trước cho đến nay, đặc biệt là về số nạn nhân thiệt mạng. Quán karaoke phát cháy đầu tiên còn chưa được cấp phép, thế nhưng lại vẫn ngang nhiên hoạt động. Rõ ràng sự cố nghiêm trọng này bộc lộ rõ nhiều lỗ hổng trong vấn đề quản lý. Đây là hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra trên khu phố Trần Thái Tông, Hà Nội vào ngày hôm nay. Những ngôi nhà cao tầng giờ trơ khung sắt. Bên trong chỉ còn là đống đổ nát. Đám cháy xuất phát từ quán karaoke 9 tầng chưa được cấp phép kinh doanh, cũng chưa hề được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Hiện nay thì đối với cơ sở này thì một là mới có cái giấy phép đăng ký kinh doanh. Thứ hai là có cái giám định về thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Còn chưa có, thứ nhất là về cái giấy phép về an ninh trật tự, thứ hai là biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, thứ ba là chưa có giấy phép về kinh doanh karaoke. Thế nhưng dù vậy, quán karaoke này vẫn hoạt động bất chấp việc kiểm tra của cơ quan chức năng. Cơ quan cảnh sát phòng cháy chúng tôi đã vào đúng không? Đã có kiểm tra, cơ quan liên ngành ở đây trực tiếp là đồng chí chủ tịch quận Cầu Giấy cũng đã vào thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đúng không ạ? Đã có cái kiểm tra rất là cụ thể và cơ sở đã có cam kết rồi. Thì rõ ràng bây giờ vấn đề mà vẫn đã cam kết với cả cơ quan nhà nước mà anh vẫn thực hiện thì rõ ràng là đây là cái đầu tiên phải nói là cái trách nhiệm của chủ đầu tư đúng không ạ? Cá nhân của chủ đầu tư. Trách nhiệm có lẽ không phải là trách nhiệm cá nhân mà còn là trách nhiệm từ các đơn vị quản lý. Những cái vụ cháy mà đã xảy ra thì phải đưa ra được các cái kết luận và các cái giải pháp để rút kinh nghiệm cho các cái vụ khác. Đấy, thế thì những cái quán gần đây cháy hay là các cái khu tập thể hay các cái hộ gia đình cháy thì bao giờ cũng có một cái báo cáo kết luận và các cái giải pháp để khắc phục. Còn cái việc mà bảo kê nếu có thì sẽ có cái điều tra và cơ quan công an điều tra, nếu mà phát hiện ra được thì sẽ xử lý nghiêm thôi. Việc hàn xì gây ra cháy có thể là việc phát sinh, không lường trước được. Nguyên nhân chập điện do quá tải cũng ngoài tầm kiểm soát. Nhưng có lẽ một cơ sở kinh doanh chưa được kiểm nghiệm phòng cháy chữa cháy, chưa được cấp phép, vẫn hoạt động ngang nhiên qua mặt cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, thì rõ ràng việc quản lý đang lộ ra nhiều bất cập.